Tôi đưa đoàn chiến sĩ qua sông, đồn chỉ lái đoàn kể cho tôi nghe chuyện người con gái. Tôi hỏi người con gái ấy tên gì, chỉ vào cây hoa dạy. Tôi hỏi hoa gì, chỉ nói hoa môi. Tôi mới lỡ miệng nói đùa, bông hoa rừng ai để ý mà.